Những thông tin giá cả thị trường nông sản, hải sản sẽ tiếp tục chương trình ngày mới sáng nay. Mời quý vị cùng cập nhật. Giá tiêu tiếp tục tăng và đang dao động quanh mức từ 48.000 đến 51.000 đồng một ký. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu tăng 300 đồng một ký lên mức 48.500 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu ở mức 49.500 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, giá tiêu được thu mua với mức 51.000 đồng một ký. Đây là địa phương có giá cao nhất toàn miền. Còn tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu có mức thấp nhất toàn miền với 48.000 đồng một ký. Nhiều ngày nay, các vựa bán hải sản tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục điều chỉnh giá các loại tôm hùm, tôm Alaska. Theo đó, tôm hùm bông giá 800-900.000 đồng một ký, loại 3-4 con. Tôm Alaska giá 480.000-550.000 đồng một ký, loại 1-2 con. So với vài tháng trước, các mặt hàng này đã giảm từ 20-30%. Trong khi đó, giá cua hoàng đế tươi sống nhập khẩu Canada và Mỹ hiện chỉ còn 1.200.000-1.300.000 đồng một ký, giảm 500.000 đồng một ký so với